Mộc Châu, vùng đất lành mang một vẻ đẹp bình dị, mộc mạc, đậm nét đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Nhắc đến cao nguyên Mộc Châu, người ta thường nghĩ ngay tới những đồi chè xanh mướt trải dài miên man, những cánh đồng hoa cải trắng hút tầm mắt, hay những sơn đồi, bản làng phủ trắng hoa mận tinh khôi, những vườn đào khoe sắc rực rỡ mỗi dịp xuân về. Tất cả những điều này đã tạo nên một Mộc Châu đầy cuốn hút, để rồi bất cứ ai đã từng một lần đặt chân đến nơi đây đều cảm thấy lưu luyến khó rời. Với mong muốn giới thiệu cảnh quan của cao nguyên Mộc Châu, nơi được ví như là Đà Lạt của miền Bắc, đến với bạn bè mọi miền Tổ quốc, tạo nên sự đầy đủ tiện nghi và thoải mái nhất khi ghé thăm Mộc Châu. Hợp tác xã Nông nghiệp Du lịch và Dịch vụ Hương Sơn chúng tôi tự hào xây dựng khu du lịch trải nghiệm khám phá đầy thú vị tại Ngô Gia Trang Farm Mộc Châu. Khi đến tham quan và trải nghiệm ở Ngô Gia Trang, bạn sẽ như được gác lại những lo toan, bộn bề của cuộc sống để đắm chìm cùng thiên nhiên, núi rừng. Tham quan trải nghiệm nhiều hoạt động vô cùng thú vị và hấp dẫn như câu cá dưới hồ, bắt cá ngoài suối, hái quả trong vườn. Khuôn viên farm gồm có nhiều hồ cá, xung quanh hồ là các loại cây trái theo từng mùa. Vừa trải nghiệm tham quan, du khách vừa có thể tự tay thu hoạch những loại trái cây mà mình ưa thích. Khu nghỉ dưỡng của Ngô Gia Trang bao gồm một nhà sàn cộng đồng. Tầng 1 là khu vực nhà hàng phục vụ cho khách tập thể, cũng như có các khu không gian riêng tư tạo sự ấm cúng và riêng biệt cho du khách. Tầng 2 là nhà sàn cộng đồng có sức chứa 60 khách nghỉ với đầy đủ các tiện nghi, phục vụ sinh hoạt và tổ chức các trò chơi đông người như đốt lửa trại, văn nghệ, múa xòe, múa sạp. Ngoài ra, Ngô Gia Trang còn có 6 căn bungalow hình trái tim độc nhất vô nhị dựng trên sườn đồi cho những du khách có không gian riêng tư và yên tĩnh. Hệ thống căn bungalow của Ngô Gia Trang được xây dựng khép kín với đầy đủ tiện nghi, vừa mang nét hiện đại lại vừa gần gũi với thiên nhiên. Với nét đặc biệt trong kiến trúc đó là vách và chân nhà được làm bằng vật liệu tre, trúc, rất thân thiện với môi trường, tạo cho du khách cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, được đắm mình với thiên nhiên của núi rừng Tây Bắc. Một điều đặc biệt ở Ngô Gia Trang đó là du khách có thể trải nghiệm ẩm thực từ trang trại đến bàn ăn với nguồn nguyên liệu được nuôi trồng tại farm, với các loại cá đặc sản như cá chim bông, cá dầm xanh, cá hồi, cá lăng, gà đồi, vịt cổ xanh bản địa, thỏ thả vườn, và cùng nhau thưởng thức, tìm hiểu vô vàn những món ăn mang đậm chất Tây Bắc cũng như nét văn hóa của người dân nơi đây. Ngô Gia Trang Farm Mộc Châu tin chắc rằng với sự phục vụ của chúng tôi, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị, những kỷ niệm đáng nhớ, đồng thời có thể cảm nhận chân thực vẻ đẹp hoang sơ và thanh bình của vùng đất xinh đẹp này. Để được nhận những dịch vụ tốt nhất, hãy liên hệ với chúng tôi sớm để đặt tour trọn gói và nhận những ưu đãi hấp dẫn. Mọi nhu cầu, quý khách vui lòng liên hệ đến 0982 592 569, 0343 199 099, địa chỉ Bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.